chị hello. Ơi hello. Chị sao rồi? Hello 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 Lê. Mình vô mình tập tổ hợp với mọi người nha. Rồi bạn Lê sẽ hướng dẫn mọi người tập lại tổ hợp luôn. Rồi, ha, mình ôn bài lại. Ơi, đứa nào múa đẹp nhất thì đứng giữa. Trời ơi. Chị cho em những cái áp lực gọi là ok. 5 6 7 8 lướt 1 lên 2 mở 3 dòng 4. Yeah. Rồi, sau khi cái 4 xong mình nhúng lên một cái để mình chỉ qua thì nhịp 5, tay nữa ở đây. Cảm giác muốn vươn tới một cái gì rất là xa xôi vậy. Yeah. À, chị Linh đừng có bị cái này ca ấy quá, chị Linh hơi ngã người. Dạ đúng rồi, chính xác. Lại nhá. 5 6 7 5 nhịp nào. 1 2 mở tay and 4. À, 5. Yeah, đúng rồi. Cái 6 cho em xin cao lên. Cao lên. Rồi cái 7 là bạc xuống. Cái 8 là xoay. Dạ đúng rồi. Thì cái tay này nè. Xoắn đầu. Yeah. À, chị quên cái xoắn đầu ạ. Rồi, em đến full 8 nhịp nha. 5 6 7 8 à 1 2 mở 3 à nhúng 5 cao thấp and xoay. Yeah. Quên mất cái tay này. Đương nhiên là mình đâu có thể nhảy được giỏi như các em 18 đôi mươi. Có khi là cũng phải đạp gió đạp sóng để bước qua giới hạn của bản thân mình. Thì tôi truyền cảm hứng cho những người như vậy. Mình ngồi xuống mình nói chuyện cái đi. À vậy hả? Nói chuyện mình nói chuyện em. Cái thời gian vừa qua mấy chị tập với dancer rồi này kia, trong quá trình chị tập có gì khó khăn không? Bởi em có muốn nghe sự thật không? Dạ chị Linh nói trước. Thôi, đi. Nó lên ghê lắm em. Nó hành hạ tụi chị ghê lắm em. Trời, nó ép dẻo chị, chị về chị nát hết cả cơ luôn. Cái là mà chị già như này nó bắt tập chị 2 tiếng. Nó bắt nó cho chị được uống một cái cốc nước trà sâm để nó bắt chị tập 2 tiếng. Còn cái nó hành chị đó. Ví dụ chị mua cà phê cho bạn mới chị mới đi về đúng không? Chị muốn đi về sớm cái chị phải mua 3 cốc cà phê chị mời nó xong rồi chị xin là ủa chị già lắm phải cho chị rửa về trước nửa tiếng không chị đau lưng quá. Nói chung em thấy là mấy chị tập nhiều đó rất là tốt. Mà lần này em xếp cho bạn Lê training cho mấy chị riêng á. Bây giờ Lê là chuyên training cho mấy bé nít mà cỡ tầm 6 tuổi 8 tuổi á. Thành ra Lê rất là có sự nhẫn nại. Kiên nhẫn. Dạ. Nói được chị trêu thôi. Dạ. Chứ Lê cực kỳ tận tình. Tách động tác ra thành từng phần nhỏ để dạy cái đứa trẻ con như chị. Dạ. Chị gửi cái clip mà chị nhảy cho con chị mà con Mỹ Anh nó bảo nó cười suốt cả buổi tối nó không ngủ được. Yeah. Nó bảo mẹ tiếp đất mà con tưởng sập cái sàn của người ta. Yes à. Con kỳ. Mình đã nói từ đầu rồi là mình tự thử thách với chính bản thân mình. Đâu có thể có cái sức khỏe, sức vóc và cái sự nhanh nhẹn như các em được. Mà chị em mình cố làm sao mà đừng hôm đấy mà làm nhục nhau là cái được đánh sai thổi sai. Không, mình dừng tivi lại mình xin lỗi chứ. Chúng em xin lỗi vì chúng cho em lại. Ừ, cho em chơi lại. Nhưng mà ghê vậy là bài này là mình có nhiều chiêu lắm nha, coi như mình đàn nè, hát nè, bè bối nè, múa. Nhưng mà các chị vẫn phải nhớ là hát là chính nha. Đúng. Các chị cứ lo đi đàn xong rồi đến lúc các chị ra hát chán thì thôi đấy nhá. Bắt tay cái là tôi quyết tâm không vào nguy hiểm nữa nhá. Mục tiêu lần này của ba chị em mình phải vô vòng an toàn. Lần trước là hình như ba cả chị ba em mình đều nổi vô nguy hiểm. Ta nói bỏ chồng bỏ con nhà mà đi tới đây áp lực, ta nói vậy đó, up down vậy đó. Thôi nữa lần này mà nguy hiểm nữa tôi xin ra nhá. If you are not mine. Cho dù mình ở tuổi nào, nếu mà mình thực sự muốn và mình lao động, mỗi ngày mình như con rùa ấy, bò một chút thì nó cũng sẽ đến đích. Và các chị đừng bao giờ nghĩ là mình già cả. Người phụ nữ ở tuổi nào cũng là những vẻ đẹp, rất là đẹp. Rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala. Thứ bảy hàng tuần, từ ngày 28 tháng 10, 2023.